Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cao tốc Cam lộ La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, khiến 3 người thương vong. Theo thông tin mới nhất cho biết vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, ông Phan Đình Kiều sinh năm 1959, ngụ tại xã Đắc Bờ La, thành phố Con Tôm, tỉnh Con Tum, điều khiển ô tô con biển kiểm soát 36A48567, chở theo gia đình, gồm anh Phan Đình Quý sinh năm 1978. Vợ là chị Lê Thị Hạnh, con gái Phan Lê Khánh Vân sinh năm 2009 và con trai Phan Đình Quang sinh năm 2015 cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn theo hướng Đà Nẵng Quảng Trị. Khi xe lưu thông tới km 48 200, cao tốc Cam Lộ La Sơn ở địa phận giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 kéo theo rơ móc 63R00227 do anh Huỳnh Văn Dũng sinh năm 1974, trú tại xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang, đang đi cùng chiều phía trước cùng làng đường sau khi ô tô con cố vượt lên từ phía bên phải. Sau va chạm, ô tô con 36A 48567 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị Đà Nẵng, tiếp tục va chạm vào ô tô tải biển kiểm soát 63H00568 do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang điều khiển. Sau đó, ô tô con 36A48567 lao xuống vực bên phải vần đường một chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Tiếp đó, xe ô tô tải 63H00568 bị xe đầu kéo 51 d 15090 kéo theo rơ móc 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1980, trú tại phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang đi cùng chiều phía sau cùng làn đường hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, tông vào. Tại hiện trường, chiếc ô tô con bị văng ra khỏi làng đường nằm trên ven trên ta luy âm trong tình trạng biến dạng. Chiếc ô tô tải nằm chắn ngang đường trong tình trạng bị xe đầu kéo đâm vào hông xe. Hậu quả anh Quý và ông Kiều bị thương. Cháu Quang chết tại chỗ. Chị Lê Thị Hạnh và con gái Phan Lê Khánh Vân được Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 một một tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Nhưng cháu Vân đã tử vong. Bốn phương tiện bị hư hỏng nặng. Qua công tác tuần tra kiểm soát cơ động, đội tuần tra kiểm soát số 4 thuộc cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã kịp thời sơ cứu người bị nạn, điều tiết giao thông xuống nút giao thông Hải Lăng và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Huế. Sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện ông Minh đang trên đường đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe người bị thương cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98,3 km có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khánh thành vào cuối năm 2022. Dự án có điểm đầu tại quốc lộ chính thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối kết nối dự án La Sơn Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù là cao tốc nhưng trong 98,3 km thì chỉ có khoảng 10 km được đầu tư hoàn thiện, 4 làn đường cho hai chiều lưu thông, còn lại chỉ có hai làn đường và có nhiều vị trí địa hình đồi núi. Theo báo cáo của đơn vị duy tu bảo trì đoạn đường này, thì tại vị trí xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông mặt đường êm thuận. Đến chiều 18 tháng 2, chiếc ô tô con trong vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng dùng xe cẩu đưa lên xe cứu hộ ra khỏi hiện trường. Theo báo cáo sơ bộ của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe con biển kiểm soát 36A48567 vượt bên phải rồi tạt sang trái va đầu xe container. Qua công tác tuần tra kiểm soát cơ động, đội tuần tra kiểm soát số 4 Cục Cảnh sát Giao thông kịp thời sơ cứu người bị nạn, điều tiết giao thông xuống nút giao Hải Lăng và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Huế.